Thiếu hụt lao động biển hay bạn đi biển là tình trạng thường xuyên xảy ra vào thời điểm này trong dịp cuối năm. Thêm nỗi lo về nợ vốn ngân hàng càng khiến cho cư dân Đà Nẵng lo lắng, nhất là khi ngành thủy sản vừa mới phục hồi sau đại dịch COVID-19 và các đợt bão vừa qua. Những ngày này, rất dễ nhìn thấy những con tàu nằm dọc âu thuyền tọa quan. Tỷ lệ ngư dân Đà Nẵng quay trở lại biển đánh bắt từ sau bão số 13 chỉ đạt chưa tới 60%. Chưa kể sản lượng đánh bắt trái vụ khá thấp do biến đổi khí hậu liên tục. Lo lắng cho vụ cuối năm cũng là vụ quan trọng nhất. Nhiều ngư dân đã phải nỗ lực tìm kiếm lao động biển có tay nghề để chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài hơi. Thế nhưng đều rơi vào tình trạng tàu dư người hụt, gặp muôn vàn khó khăn. Coi như là cá tàu mà không có bận đi. Tại vì đang lồng không ro bận họ không đây cho nên bận bữa nay là họ lồng bờ hết. Có cả là đi lồng công nhân hoặc là phụ hồ, ví dụ okay, có gì lồng có đó. Còn mà nếu mà kêu họ đây là phải cho họ mượn người 50-70 triệu. Mà 50-70 triệu đó mà nhưng họ lồng vô có họ mới đây mà nhưng lồng không có hay cũng trống luôn. Là cuối cùng là chủ cũng tàu. Hơn nữa, càng về cuối năm cũng là lúc tới hạn trả nợ vốn vay của nhiều ngư dân. Một số trường hợp đã phải đáo hạn nhiều lần. Do vậy, việc đánh bắt không thuận lợi sẽ khiến lãi suất tăng thêm, nợ chồng nợ. Bọn họ mượn tiền họ không đi. Nên dân rất là khổ. Người nào cũng vay lãi thôi, 3-4 tỷ hết chứ. Mà trang bây giờ người ta hồi để nè bánh. Hiện tại bây giờ người ta nay bánh. Người thì do khổ, người thì không có tiền cho bọn mượn. Rồi rốt cuộc là những nhà nước đó họ vay người 3 tỷ, 4 tỷ. Đối khổ lắm, dân rất là đau khổ. Từ sau dịch COVID-19 và các đợt bão, Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang đã tạo nhiều điều kiện để ngư dân có thể neo đậu và mua bán hàng hóa tại chợ cá, dỡ bỏ nhiều hàng rào cho các tàu cá ngoại tỉnh cập cảng giao thương. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho ngư dân đánh bắt xa khơi. Do vậy, nhiều người kỳ vọng sẽ gặt hái bội thu, bù đắp phần nào cho những chuyến trong năm.